xuống thôi. Anh được bao nhiêu hoa? Hoa hình như là 6 mấy hay 7 mấy hay 8 mấy gì đó. Run phát rồi cũng run mà. Anh em chơi chắc là biết cũng run mà. Có số mới chưa? Có số mới đâu mọi người ơi. Xin chào Nguyễn Trúc nha. Mình mở mãi nha. Không phải đâu, lúc đấy cực kỳ đơn giản luôn, cái thao vừa rồi cực kỳ đơn giản luôn. Chẳng qua là mình lúc đấy mình vừa run rồi vừa lo thì nó bắn nó kém thôi. Chứ phát vừa rồi đáng ra là mình phải ném quả bom thì nó sẽ chuẩn hơn. Xin chào tia chớp nha. À đây rồi. Mọi người đợi một tí nhá, để mình mở nhạc đã. Có to quá không mọi người? Vừa chưa anh em ơi? Anh em nghe thấy vừa chưa? Vừa chưa? Nói chung là mình đánh vẫn gà mà. Mọi người nghe nhạc thấy vừa nhạc chưa hay là vẫn còn to? Xin chào Hiếu Game nha. Để mình chỉnh bé một tí nữa. Nhỏ lại chút, ok. Vừa chưa anh em? Vừa chưa? Chẳng qua là pha vừa rồi đồng đội của mình nó bị mất mạng thôi, chứ nếu mà không mất mạng thì ngon 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 chim rồi. Thì mình phải phê bình và tự phê bình chứ. Đánh gà thì bảo là đánh gà, đánh hay thì bảo là đánh hay chứ. Xin chào mọi người, em vào solo. Nó chạy đâu rồi ta? Ủa, đồ nào vậy? À, nó trên nhà nha, mà nó trên nhà kìa. Ủa, ông tướng kia ông lên ông dã hai viên sọt gan vào là bọn cái chết luôn. Bình tĩnh nào. Má mình bắn không biết bao nhiêu phát vào đầu rồi.
Có 3 thằng thôi mà mình bắn đi bắn lại 3 thằng đấy từ nãy rồi. Hết máu này rồi. Mình thề là cái phát vừa rồi mình không biết là mình bắn nó bao nhiêu phát nữa cơ. Xin chào Bảo Bảo game gaming nha. Trên chỗ kia chắc một đống xác luôn. Bắn bắn lên hết cả đạn luôn mà nó còn không không chịu nằm xuống nữa cơ. Cạn lời các bọn này. Đây, chính cái gốc cây này đây. Xin chào Phong gà dễ thương nha. Xin chào Nguyễn NTP Optical nha. Tại vì mình chỗ mày nhặt đồ đây à, chỗ mày nhặt đồ đây à, anh em bắn nát cái giáp ba luôn anh em ạ, sợ thật cái tên mình. Ôi xe nó tới kìa. Ôi anh em ơi, anh em có nhìn thấy không? Xe nó tới kìa. À, kia 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 mình thấy cái cửa kia rồi, nó bắn ở cửa kia kìa, nó bắn mình ở cái cửa kia kìa. Ôi chạy nhanh thế. Bọn này giao chiến đông vậy trời. Chết chưa, chết chưa? Hay quá. Đã nghèo thì chớ rồi. Mình nghèo máu quá anh em ơi. Mình thì lại nghèo máu. Xác nhiều đúng hỏi luôn anh em ơi. Sorry mọi người nha, sorry mọi người từ ban nãy nha. Sorry rất là nhiều tại vì nãy giờ mình bắn loãng này cả lên là chưa kịp đọc comment hay trả lời ai cả nên anh em thông cảm nhé.
sorry tất cả mọi người. Sorry anh em nha. Tại vì từ nãy giờ tay phải khua chiến chuyện lên để bắn là không kịp trả lời comment của mọi người. ID của mình ở bên dưới mô tả, mình đã để ở bên dưới mô tả nha. Anh em có thể ghé qua cái phần mô tả để đọc. Mình cần có máu, mình hết máu rồi. Xe này, xe với xác này, xác này 1 2 3 4 cái xác này. Bốn cái hòm xác ở đây luôn, sợ thật. Đây rồi, cảm ơn bạn Kit Channel đã cho mình vào solo với em. Trời ơi, mình bắn thế này mà cứ kêu mình solo là thế nào, mình gá này. Ông kia ông phải giết được tầm 8-9 kill rồi. Chảo nhiều thế nhỉ. Mình cần ít máu đây nha mà. Rồi ok, mình đã đủ đồ rồi. Công nhận là cái chỗ này mình vừa đi qua nó quá nhiều người, quá nhiều xác chết. À đây rồi, máu đây nữa này, máu đây nữa này. Xin chào Thảo Vân nhá. 41020 868. Đó, cho anh em xem lại cái bãi chiến trường này. Một mớ xác này. Đấy. Một mớ xác, một mớ xe luôn. Anh em thấy kinh khủng không? Xác bên này đây này. Đi thôi, chúng ta lại tiếp tục đi giết người thôi. À, thật ra thì mình không 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 ngắm 4x đâu nha, tại vì mình bắn K98 rồi mà. Mình có ngắm 8x rồi mà bắn gì 4x nữa. Mình có 8x rồi thì mình bắn 4x làm gì nữa hả anh em? Tăng 10k trên một bạn là cái gì đấy? Ngon. À, có hai thằng đang bơi. À, không phải. Con đen đen, mình tưởng là có thằng đang bơi. À, đây, đúng thằng đang bơi đây rồi. Mày bơi ra mà nhặt thính hả con? Bơi ra đấy mà nhặt thính. Thề luôn đây, cái thính giữa sông này nguy hiểm thế nhờ. À đây đây lại cái thằng bơi nữa này. Ấy à, ấy lại cái thằng bơi, nhặt thính xong rồi chết, nhặt thính xong rồi chết. Mày bơi đi đâu? ok. Anh em nào chơi thì nhớ mời mình nha. Này, cái thính giữa sông câu bao nhiêu thằng chết. Quá tuyệt vời. Kiếm được hai mạng ngon lành từ cái thính giữa sông. Anaka đi anh, tại vì mình đang cầm ska rồi mà mọi người. À mình lên mình lấy cái xe này. Có nha bạn anh Vũ ơi. Xin chào Nguyễn La Thanh Hiền. Mọi người nghe cái nhạc nó có to quá không? May qua cái đoạn này sông này ngắn.
Còn 4 người thôi mọi người ơi, còn 4 người thôi, cố lên nào. Xin chào đại bàng gamer. Khu này nhiều nhà quá. Khu này nhiều nhà quá. Hai thanh niên kia bơi ra lụm thính trong chết. Samala. Xin chào ông Lâm Thắng nha. Anh em nào share cái video này hộ tôi với nào. Có flyaway mà. À đây rồi, mình thấy rồi, mình thấy người rồi nha. Mình thấy người rồi anh em ơi, mình thấy rồi, mình thấy rồi. Đấy. Yes. 2 kill. Yeah. Ok. Lâu lắm rồi mới được một cái trận top 1 trên đảo Thiên Đường. Rồi